Sau đây là cái cách đăng ký tài khoản ở trên hệ thống senmart.net. Các bạn lưu ý, đây chúng ta bấm vào tạo tài khoản mới này. Đó, chỗ tôi chốt con chuột, tạo tài khoản mới còn có rồi thì đăng nhập ở trên. Rồi, đây là các cái gói dịch vụ. á à, cho có 3 gói tất cả, nhưng mà ban đầu thì các bạn cứ yên tâm sử dụng cái gói là 30 ngày, miễn phí 30 ngày. Là chúng ta đủ để trải nghiệm sản phẩm rồi. Rồi, chúng đây cái email này Email là 0014 của tôi đây. Đó, đây là email test tôi đăng ký thử cho các bạn thấy thôi. Đây là tên các bạn nhập vô. Đó, họ tên. Rồi, đây là password. À, chúng ta nhập password. Đây là cái múi giờ ở Việt Nam chúng ta đương nhiên là múi giờ cộng 7 rồi. Đó, cái giao diện là đăng ký dịch vụ Senmart chúng ta thấy cũng rất là bình thường như bao dịch vụ thôi. đây nhập lại bát số và ngôn ngữ chúng ta để tiếng anh. rồi cái hình thì chúng ta thích để hoặc là chúng ta để như vậy hoặc là ta up lên được rồi. đây cái hình của up cover avatar của ta đây. rồi bấm vào not robot và bấm register. rồi thì uh, chương trình sẽ đưa ra cái câu thông báo là yêu cầu chúng ta phải đăng nhập vào cái email vừa rồi đó thì chúng ta xác nhận. À chúng ta kích vào cái đường link để chúng ta xác nhận đấy. đã chúng ta thấy. rồi đây là cái email đây. Đã, đây thì email vừa đến đây hệ thống Sendmart thì gửi cho chúng ta một cái email để xác nhận và email confirm đấy rồi nhiệm vụ chúng ta chỉ cần bấm một cái đường link dài dài ở bên dưới thế là hoàn tất cái quá trình đăng ký ban đầu đó cái đường link màu xanh dài dài ở dưới đó chúng ta chỉ cần nhấp chuột trái vào rồi đó, hệ thống này thông báo là chúng ta đã đã à, xác minh email thành công bây giờ chúng ta đăng nhập vào đây đó, chúng ta đăng nhập bằng email đấy rồi, cộng với cái password mà chúng ta đăng ký ở đây. Rồi, chúng ta bấm login. Chúng ta nhớ chọn I'm not a robot. Đó. Rồi, khi đăng nhập được vô bên trong như này thì chúng ta lưu ý. Đây, cái submission là cái gói mà sử dụng đó. Chúng ta thấy nó thông báo chúng ta đây. Đó, rồi chúng ta sẽ chọn ở đây để xem thêm cái thông tin của các cái thành phần nào đó. Chúng ta bấm get started. Chúng ta để ý ha, chúng ta bấm get started. Đó, nó thông báo như vậy chúng ta đăng ký gói thành công rồi đó chúng ta lưu ý cái bước vừa rồi ha chúng ta bắt buộc phải bấm get started nó rồi ở trong cái available blend này này thì có ba gói chúng ta một lần chúng ta chọn lại chúng ta bấm một cái blend này chúng ta chọn lại cái gói free đó đó là hai gói có gói free còn cái gói hai gói lại chúng ta nâng cấp sau rồi chúng ta bấm get started lần nữa chúng ta để ý ha chúng ta bấm get started lần nữa vậy là hai lần bấm get started các bạn lưu ý đấy đến đây như vậy là chúng ta đã đăng ký gói thành công Đấy, nó hiện lên current brand đó Rồi, ok Còn về sau thì chúng ta nâng cấp như nào thì à, Hết cái một tháng đầu thì tự động một tháng sau nó nhắc thôi à, Trong cái phần My Profile này Chúng ta để nguyên Hoặc là chúng ta vào, chúng ta chỉnh lại Những cái thông tin mà ở bước trước Chúng ta lỡ gõ sai, chúng ta đổ lại password Đó, à, cái contact này là cái thông tin của chúng ta này à cái thông tin này quan trọng các bạn nhé ngày mai chúng ta thiết lập chiến dịch để nó lấy cái thông tin này nó sẽ làm cái chiến dịch để nó gửi mail đi đấy thì các bạn này hoàn tất các cái bước đó đây là cái script là cái gói chúng ta đang sử dụng chúng ta để ý. à hệ thống báo chúng ta chưa có server nào để gửi đi à đây trong phần sending này trong phần là sending server đó thì ở cái bước tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn cái chỗ này à, còn cái file video này chỉ là hướng dẫn cái cách tạo cái tài khoản ban đầu thôi đấy đây đó, rất là nhiều cái server, rất nhiều cái server. Thì ở cái video sau thì tôi sẽ hướng dẫn add cái server vô như thế nào. Còn đến đây là hoàn tất bước 1, chúc các bạn thành công.